báo chí đã đưa nhiều thông tin sai. Cậu ấy vắng mặt ở bán kết nhưng có thể ra sân ở chung kết. Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo chính thức về chấn thương của Quang Hải, thầy Park khép lại. Để đối thủ dẫn trước hai bàn chỉ sau 11 phút bóng lăn, nhưng với tinh thần không chịu bỏ cuộc, U22 Việt Nam vẫn có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả đạt được, ông Park và các học trò vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B. Đối thủ của các chiến binh sao vàng sẽ là U22 Campuchia. Trong khi đó, với việc chỉ có một điểm ở lượt trận cuối, U22 Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đội cùng Việt Nam vào bán kết là U22 Indonesia. SEA Games 30 huấn luyện viên Park báo tin vui về Quang Hải, sau khi loại Thái Lan Quang Thịnh 17025/12/2019 HUEN luyện viên Park Hang Seo chia sẻ với báo giới sau trận hòa 2-2 với U22 Thái Lan, ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 5 tháng 12. Huấn luyện viên Park nói Quang Hải có thể ra sân nếu U22 Việt Nam vào chung kết. Quang Hải đang nỗ lực để bình phục chấn thương. Cậu ấy vắng mặt ở bán kết, nhưng có thể ra sân trong trận chung kết, huấn luyện viên Park chia sẻ tại buổi họp báo sau khi hòa U22 Thái Lan. Phát biểu sau trận đấu kịch tính với Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, xin cảm ơn các cầu thủ và người hâm mộ. Chỉ có trận hòa nhưng chúng tôi đã giành vé vào bán kết. Cuộc chạm trán với Singapore và Thái Lan đều rất khó khăn. Ngày hôm nay, U22 Việt Nam còn bị dẫn trước đến hai bàn. Các cầu thủ vẫn không bỏ cuộc và đã chiến đấu đến cùng. Tinh thần của họ là rất tốt, thầy Park nhấn mạnh. Nhận xét về quả phạt đền mang về bàn thắng 2-2 cho U22 Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết, Tấn Sinh đá phạt đền tốt nhưng hôm nay lại không thực hiện thành công. Tôi không muốn gây áp lực cho cậu ấy nên đã trao cơ hội đá lại cho Tiến Linh. Huấn luyện viên Park bao tin vui vẻ Quang Hải sau khi loại Thái Lan, hình anh 1-2 bàn thua sớm không đánh gục tinh thần của U22 Việt Nam. Ảnh, Quang Thịnh. Về bàn thua đầu tiên, thầy Park nhận định đó là lỗi của Văn Toàn, thủ môn là người mắc lỗi. Chúng tôi sẽ phân tích lại tình huống này để chỉ ra lỗi nằm ở đâu. Tuy nhiên, Toàn đã chơi tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông sẽ xem xét lại tình trạng của từng cầu thủ để đưa ra những quyết định cho trận đấu tiếp theo. Sau trận đấu với Singapore, tôi đã nói chuyện rất lâu với cầu thủ, đồng thời đưa ra video phân tích để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, qua đó tìm phương án cải thiện ở những trận đấu tiếp theo. Về trường hợp của Quang Hải, vị thuyền trưởng của tuyển U22 Việt Nam cho biết, Hải đang nỗ lực để bình phục chấn thương. Báo chí đã đưa nhiều thông tin sai. Cậu ấy vắng mặt ở bán kết nhưng có thể ra sân ở chung kết. Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo chính thức về chấn thương của Quang Hải, thầy Park khép lại. Để đối thủ dẫn trước hai bàn chỉ sau 11 phút bóng lăn, nhưng với tinh thần không chịu bỏ cuộc, U22 Việt Nam vẫn có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả đạt được, ông Park và các học trò vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B. Đối thủ của các chiến binh sao vàng sẽ là U22 Campuchia. Trong khi đó, với việc chỉ có một điểm ở lượt trận cuối, U22 Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đội cùng Việt Nam vào bán kết là U22 Indonesia. Huấn luyện viên Park bao tin vui vẻ Quang Hải sau khi loại Thái Lan, hình anh 2 Tiến Linh đánh đầu tung lưới U22 Thái Lan phút 15 trong trận gặp U22 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra chiều 5 tháng 12, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Việt Nam.